Thì tiếp tục thì chúng ta cứ lẫn là hai đề lượng tiểu liên ngạch thì chúng ta sẽ tiến hành đó. Ở đây mình cưới thì vì nó tiểu liên ngạch thì em sẽ thiết lập được tích số không đổ là 80x bằng 60y, và thời gian coi chừng chỗ này nha em, tức là thời gian của xe gắn máy chắc chắn nhiều hơn, tức là y trừ x chứ mà x trừ y này, và em giải ra cuối cùng ta thu được kết quả là ô tô đi mất 6 giờ và xe gắn máy đi mất 8 giờ. Còn bài số 4 này thì thầy nghĩ nó không có gì, bạn An đến cửa hàng mua dụng cụ học tập là gồm có hai loại cây viết, viết máy với bút chì, và cho biết giá thành của mỗi loại là bao nhiêu tiền. Như vậy mua ít cây viết máy y bút chì, như vậy mua bao nhiêu thì mình làm phép gì, phép nhân, và như vậy mình sẽ ra được kết quả đây. Và cái bài số 5 thì thầy sẽ qua đây và thầy sẽ thay đổi một chút câu, ở câu cuối, tức là câu thầy chỉ cơ bản thôi. Đây, cho tam giác ABC gọi Y là trung điểm của BC, thì ở phần mềm của thầy đó là xác định được trung điểm là điểm nằm chính giữa đó em, của đoạn thẳng à, điểm Y. Và vì nó là trung điểm mà đánh dấu liền hai đoạn này bằng nhau. Tiếp đó, trên tia AI, tia AI là xuất phát từ A kéo dài qua Y. Và trên lấy đoạn IA bằng IK, như vậy thầy sẽ dùng cái công ba này thầy vẽ cái đường tròn nó, hiểu chưa? À, em thấy rõ ràng hai đoạn này bằng nhau vì cùng bằng bán kính. Và bây giờ đã cho đẹp thì thầy sẽ ẩn đi. Và theo như đại bạn cho biết là IA bằng IK là đoạn cho điểm này điểm K, cái là hai đoạn bằng nhau thì mình phải đánh dấu nó cùng một ký hiệu luôn. Chứng minh hai cái tam giác AIB bằng KIC nối lại. Để cho dễ tô màu rồi hai cái tam giác đó, đó. Thì khi xét hai tam giác này thì đập vào mắt mình đầu tiên đó là hai yếu tố là hai cặp cạnh bằng nhau, là IB bằng IC do Y là trung điểm của BC, và IA bằng IK do đây bài cho đây, IA bằng IK đây. Nếu mà rơi vào trường hợp cạnh 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 thì cạnh AB bằng cạnh KC, nhưng mà ta thấy chưa có à, đây hai góc này đây, cạnh góc cạnh đây. Rõ ràng góc AIB và góc KIC là hai góc đỉnh cho nên chúng bằng nhau, như vậy đơn giản rồi. Em thấy chưa nào? À. Câu thứ ba chứng minh BK song song AC. À, thì bây giờ trước tiên em nhận xét như thế này. Trong bài toán này á, đổi vai trò thì mình sẽ chắc chắn là sẽ có cặp tam giác AIC cũng sẽ bằng cái tam giác KIB thôi.
thấy chưa nè. Như vậy thì cái việc chứng minh nó như vậy là tương tự, nhưng mà thôi để cho giải thì lấy từ hai cái tam giác mà mình vừa đánh xét ở câu A nè, giả dụ nha, bây giờ thì tương tự thì sẽ chứng minh là AB sẽ song song với KC. Thì vấn đề em biết muốn chứng minh hai cái đường này song song nè, đây là tô màu lên. Thấy chưa? Đó, hai cái đường màu đỏ này nó song song. Thì mình sẽ xét một cái cách tuyến thứ ba. Thì ở đây á, cách tuyến thứ ba ở đây á, trong hình này á, thực ra mới trên đây là nó có ba đường. Thứ nhất là AC nè. Thấy chưa? Hoặc là đường thứ hai là đường này đây. BC. Và đường thứ ba là đường AK. Nhưng mà ta thấy có liên đới tới trong hai cái tam giác này thì để cho dễ thầy chọn cái đường này đây, đường BC đi, đường nằm ngang này cho nó dễ. Như vậy thì em cần phải chứng minh cặp góc này nè. Với góc này chúng bằng nhau là xong. Trước tiên em nhận xét hai góc này nằm ở vị trí sau la trong, nhưng mà mục đích của mình chứng minh hai cái đường màu đỏ là đường BK, BA và KC song song, cho nên là phải chứng minh hai góc này bằng nhau. Và nhìn cho kỹ thì điều này là dễ dàng thôi, bởi vì ta vừa chứng minh được hai cái tam giác AIB và KIC là bằng nhau, cho nên suy ra hai góc đơn ứng này bằng bằng nhau, từ đó suy ra được AB song song với KC. Và tới đây thì thầy tạm dừng và thầy mong các em khi làm bài và cẩn thận và đạt được kết quả tốt trong cái đợt là làm bài này nha. Là xin chào.